anh em thấy đầu tóc mình giống Sengoku anh em. Sáng ngủ dậy chưa, đánh răng rửa mặt chưa kịp chạy đầu là mình đã lên xe giao cho kịp đúng hẹn nha. Hôm nay em đi 2 tỉnh lần nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa bốn miền lúc nào có tin tưởng Don Hiếu. Cảm ơn rất là nhiều nha anh em ơi. Đến hẹn lại lên nha anh em ơi. Gia Z Mobita về với anh em Đình Dương nha. Về với cặp vợ chồng cực kỳ dễ thương. Theo dõi TikTok của mình hơn 1 năm rồi mới quyết định chốt nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa bốn miền lúc nào rồi, giao đón hiếu nha. Cảm ơn. Chúc anh trai đi tốt, dùng bền, về bóng số đẹp nha. Đó, Gia Z cỡ này đây mình thờ Đồng Nai cũng chơi đi nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Kéo dài lên sao anh? Đó, vàng thiệt là không sợ lửa nha anh em. Hồi cuối năm mình giao con này đi Đồng Nai bị anh thợ anh chê hai cọng dây ga. Thì hôm nay đầu năm mùng 10 Tết được anh trai ủng hộ mình về lại Bình Dương nha. Anh em thợ thầy người ta biết coi xe, người ta chuẩn, người ta xịn, người ta sẽ biết được cái chất xe nha anh em. Cảm ơn anh em lúc nào tên tưởng hộ Đón Hiếu nha. Đó, bây giao xe xong rồi, bây giờ mình ra công chứng xong rồi, rút gốc sang tên. Xe gốc Bình Dương sang tên cho anh em Bình Dương trong vòng 20 ngày nha. Cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ Đón Hiếu nha. Anh em hẹn anh em 2 tuần nữa một sân chơi mới, một sân chơi đẳng cấp. Anh em đam mê những cái dòng gia dắt có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. 2 tuần nữa là xe về đầy nhà luôn nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn.